我是刘佩斌。Xin được cảm ơn Minh Hiếu này, Hà Khương này, Nhật Linh guitar và em trai chồng với những tình khúc từ đầu chương trình đến giờ. Toàn những ca khúc mà Đình Khoa rất là yêu thích và Đình Khoa tin rằng tất cả cô chú anh chị ngồi đây cũng đều thích, đều tìm cho mình một chút cảm xúc và một chút hoài niệm với những ca khúc mà các bạn trẻ thể hiện trong ngày hôm nay. Và lần đầu tiên đến không gian này theo lời mời của các cô chú đã từng là khách quán cũ của Đình Khoa, rất là vui và cũng xin được chia sẻ một chút cảm xúc tâm sự của mình với biển ca của Kim Tuấn. Vâng ạ. Anh học trường nào ta đấy? Em học báo chí tuyên truyền. Anh biết ngay mà nghe cái mặt con này. Nó tự tin như thế mà chỉ không còn phá ra được không? Kiếp mây cô đơn biển.